Hãng tin Reuters dẫn lời tổ chức giám sát nhân quyền Syria vào ngày 20 tháng 12 cho biết một cuộc không kích đã giết chết ít nhất 19 người ở một ngôi làng thuộc tỉnh Idlib. Cuộc không kích này xảy ra tại Masuri, phía tây bắc của tỉnh Idlib, làm cho 25 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Vương quốc Anh cũng cho biết thêm chính phủ Syria hay máy bay Nga đã tấn công ngôi làng này. Hiện vẫn chưa có bình luận nào từ phía Nga cũng như Syria. Còn tổ chức cứu hộ dân sự mũ bảo hiểm trắng ở tỉnh Idlib cũng cho hay các đợt ném bom dữ dội sau nửa đêm đã làm 19 người thiệt mạng. Được biết, chính quyền Damas đã mất tỉnh Idlib vào tay quân nổi dậy từ năm 2015. Kể từ đó, Idlib trở thành tỉnh duy nhất bị đối lập kiểm soát hoàn toàn.